再回望我如何挨过风浪，混沌里糊涂过，现实世界能忘记梦回忆盼望里落，从未曾愿望过，从未曾幸福过，尽要如我强者的手里无快乐，从未曾入睡过，从未曾被释放，谁悔恨过，谁可背负任何，回头只得路和我无人会再碰。À, Peter, thật ngại quá, đã khuya vậy rồi còn phiền anh. Thật ra đâu cần khẩn trương vậy, trước giờ tôi đều đau đầu mà. Anh đâu phải là lần đầu tiên đâu, lâu nay anh còn đau tới ngất luôn nữa. Lần trước nhập viện, đáng lẽ nên làm cuộc kiểm tra chi tiết, anh là không chịu nghe. Càng ngày càng dài dòng, có phải anh tuổi đã lớn rồi hay không? Anh chưa tới thời kỳ mãn kinh mà. Nói tuổi tác thì anh cũng không còn nhỏ. Rốt cuộc có biết tôi bị gì không? Huyết áp bình thường không cao, nhưng nguyên nhân đau đầu thì có rất là nhiều. Có khi là do quá nhiều công việc dẫn tới áp lực đó. Cũng có khi là do tinh thần quá căng thẳng. Nhưng còn thường xuyên đau đầu dai dẳng thì có thể là triệu chứng cơ thể đang có bệnh. Cho nên Kin à, tốt nhất anh nên vào bệnh viện làm kiểm tra chi tiết đi. Cũng được thôi, sao thì tôi cũng nên đi kiểm tra toàn thân. Nhưng mà đừng bao giờ để phóng viên biết được, nếu không thì lại giết bậy bạ. Có cách nào để tôi tuyệt đối giữ bí mật không? Như vậy đi, tôi có quen biết một bác sĩ khoa não ở bên Mỹ, tin tưởng được lắm. Tôi sẽ viết tờ đơn giới thiệu cho anh qua bên đó khám. Ở Mỹ à? Được thôi, cảm ơn nha. Vậy tôi đi trước đi, nhớ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Ok, Sanh à, giúp tôi tiễn Peter. Được rồi, cảm ơn anh nha. Alo. Anh không sao chứ? Trễ gì còn chưa tới? Không sao, đau bụng nên không đi làm thôi. Anh ít khi trễ như vậy, tôi sợ anh có chuyện. Không sao không sao, uống thuốc vào đỡ nhiều rồi. Hôm nay tôi không đi làm đâu nha. Vậy cũng được. Tôi nói trước với anh đã, hoạt động yêu thương người bạn cũ của công ty sắp tới đã sắp xếp tôi với anh cùng một tổ phỏng vấn một số người già neo đơn. Muốn bạn với anh có cần chuẩn bị gì không? Nè, anh có đang nghe tôi nói không? Lại đau bụng nữa rồi, không nói nữa. Ok, bye bye. Xin lỗi nha, tối qua có chút chuyện nên không trả lời cô liền. Không sao đâu, chỉ muốn nói câu cảm ơn anh thôi. Nhờ ý kiến của anh đã giúp tôi một việc rất lớn đó. Giúp cô được thì tốt rồi. Có gì thì có thể tìm tôi nữa. Cảm ơn. Anh Khang. Dạ em bé. Làm gì vậy? Có phải kiểm tra bị điểm thấp, muốn đem giấu không để má biết không? Đương nhiên là không phải. Hôm trước kiểm tra toán còn lấy được 97 điểm đó. Phải ha, còn rất là tốt nữa. Quả nhiên có được di truyền tốt từ má. Nhưng tại sao má lại thấy con lén lút vậy? Có phải có gì đang giấu má không? Dạ không, dạ không. Má ơi, má đừng có đa nghi nhiều như vậy chứ. Còn nói má đa nghi nữa. Sao cô lại quay về vậy? Lúc nãy khi đưa anh Khang về, bỏ quên cái bản thiết kế. May là còn ở đây. Mất cái này á thì cái bản hiệu vàng của Lola tôi sẽ toi đời mất. Má ơi, con không biết làm bài tập, con muốn nhờ anh xe đạp chị. Không cần kiếm anh xe đạp mà, má dạy con là được rồi. Không thì để gì dạy con cũng được mà. Tôi không được đâu nha. Mấy cái bài tập tiểu học tôi trả lại cho cô giáo lâu rồi. Hai người không biết đâu, chỉ canh xe đạp biết. Con nhất định phải qua đó kiếm ảnh. Được thôi, đừng phiền người ta lâu quá. Được thôi, vậy thì để tôi hộ tống anh Khang qua bển kiếm Ringo.
Nè, em muốn nhờ anh dạy em làm bài tập. Được thôi. Chào Ringo. Hi Lola. Wow, hôm nay cô ăn mặc đúng là phong cách thiệt đó nha. Cảm ơn. Được thôi, giờ đây làm bài tập trước đã. Bye bye. Bye bye. Đang làm bài tập. Lola, có cảm thấy anh Khang có chút kỳ lạ không? Không có. Lúc nãy khi tôi về tới, vừa vào phòng nó, nó nhìn thấy tôi thì mau giấu lá thư. Tôi hỏi mãi nó cũng không chịu nói. Tôi cảm thấy nó có gì đang giấu tôi. Giấu lá thư. Cầm lấy. Nè, lá thư của em sao? Phải đó. À, lá thư đó nhất định là lá thư Trịnh. Không phải chứ, tuổi vậy thì nhanh quá vậy. Có gì bất ngờ đâu, bây giờ đám nhóc mầm non ai ai cũng có bạn trai bạn gái mà. Lớn nhanh vậy, có bạn gái nhanh vậy, tôi tính sao đi? Trời, con trai cô nhận thư tình thôi không cần kích động gì chứ. Cô sẽ không hiểu đâu. Hơi con gái tôi đã chán món cà chua chiên trứng. Cô còn món nào khác có thể chỉ điểm một chút không? Ai là Martin vậy? Sao cô nhiều chuyện vậy? Tôi chỉ lo lắng quan hệ xã hội của cô thôi. Bởi vì theo trí nhớ của tôi, cô không có người bạn nam giới nào tên Martin hết. Không thể nói với cô. Tôi nấu cơm đi. Được thôi, mau đi nấu cơm đi. Mướn người giúp việc gì nấu cơm, còn đưa anh Khang đi học tan học nữa nha. Tôi vô dụng rồi đó. Tôi đi trước đây. Nè, sao lại... tôi sợ cô luôn đó. Tôi nói cô biết. Trước đó không phải tôi vẫn luôn gửi tin nhắn cho Vincent sao? Thì ra điện thoại của anh đã bị người khác sử dụng rồi. Người đó là Martin. Có một lần anh trả lời tin nhắn của tôi bắt đầu nói chuyện với anh từ đó. Vậy anh ta là người đó sao? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết giờ anh ta đã qua đời, một mình nuôi nấng đứa con gái mười mấy tuổi. Tôi thấy hoàn cảnh chúng tôi cũng giống nhau nên mới nói chuyện đó. Cái kịch bản phát triển như vậy, nói thì sẽ hẹn gặp mặt hả? Gặp mặt cái gì chứ, gửi vài tin nhắn thôi mà. Thật sự là không có gì. Hay là cô sợ Vincent sẽ giận hả? Bây giờ tôi vẫn một lòng một dạ đợi anh về. Những chuyện khác tôi sẽ không nghĩ tới. Tôi biết. Nhưng mà người tên Martin này đột nhiên xuất hiện, tôi lo cho cô thôi. Cũng là đừng nói nhiều chuyện riêng tư cho hắn nghe vậy tốt hơn. Tôi biết rồi mà. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường, nói chuyện nấu cơm chăm con, chuyện con cái thôi. Làm đúng hết rồi. Giỏi lắm đó. Thật ra em không có gì là không biết. Tại sao phải qua đây nhờ anh chỉ hả? Em có một bí mật môi nay với anh, nhưng anh không được nói với người khác. Ồ, đương nhiên sẽ không nói rồi. Chúng ta là đồng minh bí mật kia mà. Em cảm thấy ba sắp về rồi đó. Tại sao lại nói vậy? Lá thư này là ba gửi cho em. Nhưng mà có vài chữ em không biết, muốn nhờ anh dạy em. Anh có thể đọc em nghe ba đã nói gì không? Được thôi. Bé Lạc à, ba rất là nhớ con và má. Hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới 7 năm của ba và má con. Rất muốn cùng với hai người tới khu vui chơi để chơi, cùng nhau ăn bánh kem chúc mừng. Nhưng bây giờ ba đang công tác ở Đài Loan, đang một mình ăn cơm thịt bò. Cho dù có ngon cỡ nào cũng không bằng niềm vui khi ở cùng với hai người. Vì để bù đắp cho má, ba muốn hẹn với hai người vào ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của ba và má con, tức là ngày 17 tháng 10, cùng với mọi người tạo một sự bất ngờ cho má. Con nói có được không? Vậy thì ba hẹn gặp lại con ở công viên Lê Chí Quốc. Chúng ta cùng nhau tặng quà cho má. Với lại, ba cũng đã chuẩn bị một phần quà đặc biệt dành tặng cho con rồi. Ở đây còn lá thư là gửi cho má của con. Tới ngày đó mới cho má xem. Hãy chờ ba về. Má luôn yêu con, ba của con. Hay quá, má thật sự sắp về rồi. Má từng nói ba sẽ về đây mà. Anh Khang à, Thật ra thì ba của em rất là yêu em và má em. Đã
không gặp em lâu như vậy, ba sẽ không nhớ mặt em đâu. Đương nhiên là không rồi, cha con đồng lòng mà. Cho dù em có trở nên thế nào, anh nhất định cũng sẽ nhận ra em thôi. Thật sao? Nhưng mà em không mấy nhớ những chuyện về ba nữa. Em chỉ còn nhớ ba và em buộc dây dài. Vậy còn anh xe đạp, anh có nhớ ba cùng mình làm gì không? Con trai à, tại sao phải bỏ những thứ này vào đây vậy? Bởi vì những thứ này đều là những thứ con thích nhất. Tức là nói người con thích nhất chính là ba. Để má cũng bỏ đồ yêu thích vào đây đã. Được. Cho ông nói đi. Được. Còn phần ba vẫn chưa chôn đó. Ba, ba đã bỏ gì vào trong vậy? Đợi 20 năm sau khi con lớn rồi thì ba và má cùng nhau tới đây đào nó lên thì con sẽ biết thôi. Anh có phải đã quên mất đã cùng ba làm gì không? Quên mất rồi. Anh chỉ muốn nhớ là má đã bỏ gì vào bên trong thôi. Vào đi. Sao con chưa ngủ nữa? Má không phải từng nói với con nít không đi ngủ thì sẽ không cao lớn hay sao? Vậy bây giờ con ngủ. Ngoan rồi. Anh Khang, nếu như con có tâm sự, nhớ phải nói với má. Má nhất định sẽ lắng nghe, hơn nữa còn đứng về phía con ủng hộ cho con mà. Dạ biết rồi má, má thương con nhất mà. Con biết thì tốt rồi. Ngoan đi, mau ngủ đi nha. Hôn cái đã. Good night nha. Good night. Nè, con trai tôi dường như đã có người mình thích rồi. Lúc nãy nó qua nhà anh hàng xóm tâm sự. Có thể nói với con trai sẽ tốt hơn không? Nhưng mà tôi thật sự không muốn nó lớn nhanh như vậy. Con gái tôi cũng vậy. Nó đã mua 2 cái móc khóa về. Tôi tưởng là nó sẽ tặng 1 cái cho tôi. Ai ngờ không phải. Đúng là mất hứng mà. Nhìn nó thì 10 phần 10 là tặng cho con trai rồi. Vậy con gái anh cũng 10 mấy tuổi, cho dù phát triển các mối quan hệ xã hội cũng bình thường thôi. Nhưng quan trọng nhất chính là con gái chịu dẫn người bạn trai về giới thiệu cho anh biết. Đừng nghe cả con gái đang đi với ai anh cũng không biết. Cái này thì không cần lo lắng mà. Nếu con gái tôi thật sự hẹn hò, nó nhất định sẽ dẫn về đây cho tôi gặp. Tôi ghen tị với anh lắm. Con trai tôi cũng đâu chịu nói với tôi. Con trai tới một độ tuổi nhất định không muốn cái gì cũng báo cáo với má đâu. Đây là giai đoạn trưởng thành phải trải qua. Thả lỏng chút đi. Anh nói cũng đúng lắm. Vậy thì bỏ chút nhẫn nại đợi nó thôi. Cảm ơn anh nha. Lần sau nói tiếp. Good night. Vụ của Khang Giật Phong điều tra tới đâu rồi? Tôi điều tra rồi. Lý lịch anh ta rất đơn giản, quan hệ giao thiệp cũng không phức tạp. Anh ta là nhân viên nghiên cứu của Mỹ Thế Đại. Cha mẹ từ sớm đã di dân sang Canada. Anh ta tốt nghiệp đại học bên Canada. 10 năm trước quay trở về Hồng Kông. Nhưng mà anh ta không có nhiều người thân ở Hồng Kông. Lola là bạn học đại học của anh ta. Còn David chính là sư đệ của anh. Sau khi gia nhập Mỹ Thế Đại, anh ta mới quen biết Trần Hiệp Văn. Kết hôn 1 năm thì có Khang Tử Lạc, mất tích 3 năm trước. Trước khi mất tích đang theo một dự án chính là serum đẹp da của Dr. House. Nhưng mà sau khi anh ta mất tích, loại serum này cũng ngừng sản xuất sau 1 năm. Không biết tại sao tôi vẫn luôn cảm thấy vụ mất tích này của Khang Dật Phong không phải đơn giản gì. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, phải bắt đầu điều tra từ đâu đi. Nói sao thì cũng là chuyện của 3 năm trước. Muốn điều tra thật sự có chút cản trở. Tôi nghĩ anh có thể xem thử các manh mối từ phía ở Mỹ Thế Đại. Cũng chỉ có thể là vậy. Phải rồi, trước đó tôi kêu anh trả lá thư của Khang Dật Phong gửi cho bé Lạc có manh mối gì không? Nhìn cái dấu in tem in từ 3 năm trước là ở bên Đài Loan gửi về Hồng Kông. Tức là Khang Dật Phong đã sắp xếp từ trước, hẹn trước ngày tháng gửi về Hồng Kông. Vậy thì anh ta cũng lãng mạn lắm. Đối xử rất tốt với vợ con của mình. Có lẽ là một người đàn ông tốt. Nếu không tốt thì tới bây giờ tại sao cô vẫn còn chưa quên được chứ? Phải rồi, chị kẻ thiếu nữ mà chúng ta mới tung phản ứng sao rồi? Phản ứng thị trường rất tốt. Lượng tiêu thụ của tháng này đã tăng đáng kể.
Thêm vào đó được người nổi tiếng và các tác giả tạp chí mỹ phẩm giới thiệu, con tin là chì kẻ thiếu nữ này rất nhanh có thể vượt mặt các loại chì kẻ khác trên thị trường. Tốt nhất cứ tiếp tục giữ tình trạng này. Kế hoạch hợp tác của những sản phẩm khác cũng đang được tiến hành rồi. Tốt. Ringo, cậu có ý kiến tiêu thụ nào khác không? Tôi cho rằng ở trên thị trường cũng rất thịnh hành loại thuốc sắc đẹp giống như sản phẩm dưỡng da này vậy đó. Có phải có thể phát triển trên phương diện này hay không? 3 năm trước chúng tôi từng tung ra một loại sản phẩm dưỡng da mang tên Dr. House. Vì lúc đó xảy ra chút chuyện cho nên ngừng sản xuất toàn bộ sản phẩm. Bộ anh không biết sao? Tôi không biết. Cô giỏi vậy có thể nói cho tôi biết tại sao lại ngừng sản xuất được không? Vì nơi sản xuất nguyên liệu chính của sản phẩm này xảy ra ôn dịch. Vì để bảo vệ khách hàng chúng ta và để bọn họ yên tâm hơn nên quyết định ngừng sản xuất. Vậy tại sao lại không tìm một nguyên liệu khác để mà thay thế vậy? Thật ra chúng tôi nghiên cứu được lúc đó sản phẩm này trên thị trường dường như bão hòa rồi. Nên sau này chúng tôi nghiên cứu đổi thành những sản phẩm có tương lai và lợi nhuận hơn. Hiểu rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ bay qua Mỹ cho mọi người bài tập về nhà trước. Mọi người thử nghĩ xem có kế hoạch tuyên truyền nào mới hay không, quay về chúng ta mới bàn tiếp hả? Ok. Ủa anh? Tôi mới vừa quyết định thôi. Vì bên đó sắp tới có mấy công ty mỹ phẩm sẽ tổ chức hội triển lãm tư nhân đó, nên tôi muốn qua đó xem sao. Vậy hoạt động yêu thương người bạn cũ, tôi phải tìm người khác đi cùng tôi rồi. Hay là để tôi đi chung với cô đi. Tôi chưa từng tham gia mấy hoạt động có ý nghĩa như vậy. Lần này ghé thăm những người bạn neo đơn, ngoại trừ giúp bọn họ dọn dẹp, còn phải nấu cơm cho họ ăn. Hy vọng để họ biết được xã hội này có rất nhiều người quan tâm họ. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tới chợ mua ít đồ trước đã. Cuối cùng cũng đã mua đủ đồ rồi, có thể xuất phát được rồi. Giúp dĩ không cần lâu vậy đâu. Nhưng mà anh cứ pha đám, anh xem đồng hồ đi. Trễ lắm cái rồi. Cái gì chứ, hồi nãy cô cầm cái chổ lau nhà này cũng chơi say mê lắm kìa mà, không phải sao? Tôi sợ anh buồn thôi. Lần này anh đại diện cho Mỹ Thế Đại đó, lát anh làm ơn nghiêm túc chút đi. Xin chào bà Tiêu, trước đó con có liên lạc với bà rồi. Con là Hy Giang của công ty mỹ phẩm Mỹ Thế Đại. Hôm nay con tới để giúp bà dọn dẹp nhà và nấu cơm cho bà ăn. Thọ à, con về rồi hả? Con dẫn luôn con dâu về thăm má sao? Con thật tốt quá. Này nè, ngồi, mau vào nhà ngồi đi. Ngồi đi. Bà Tiêu à, chú con không phải... Má, lâu quá không gặp, sức khỏe của má vẫn còn tốt chứ? Không phải cô nói là muốn cho họ có được cảm giác được người thân chăm sóc sao? Phóng lao phải theo lao. Má ngồi xuống trước đi. Được, con cũng ngồi đi. Con để đồ xuống trước cái đó. Bà Tiêu à, những thứ này đã để bao lâu rồi? Má à, con nói với má bao nhiêu lần rồi, đừng có gì tiết kiệm một chút tiền mà suốt ngày ăn thịt qua đêm, không lành mạnh chút xíu nào. Không phải đâu, là má già rồi nên không nhớ thôi. Hai tụi con về nhà thường xuyên nhắc má là được rồi. Sao cũng được, hôm nay chúng con nấu thức ăn mới cho bà ăn được không? Trời ơi, đúng là con dâu tốt. Vậy khi nào xin đứa cháu ngoan ăn chơi với má đây hả? Phải rồi, khi nào chúng ta sinh em bé đây? Em cũng không muốn má phải chờ lâu mà, hả? Bà xã. Đừng có giỡn nữa. Bà Tiêu à, bà đói rồi, con nấu cơm cho bà ăn nha. Còn gọi là bà Tiêu nữa, phải gọi là má chồng chứ, phải không má? Đương nhiên rồi. Má chồng. Anh đang chơi tôi phải không? Cái gì chứ, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Cô cũng không muốn bà ấy nghi ngờ kia mà. Hồi nãy thấy bà cười tươi như vậy, tôi cũng vui thay cho bà. Hai. Má. Trời, anh hậu đậu quá vậy. May là vết thương không sâu. Lau máu trước đi. Tiêu mang chai rượu rắn ra thôi, cô có cần phải sợ tới mặt mày xanh lè xanh lét vậy hay không? Chai rượu đó kinh tởm quá, suýt nữa là bà bắt tôi uống luôn rồi. Vậy bà Tiêu làm nhiều chuyện vậy cũng là muốn cô mau chóng sinh đứa cháu cho bà mà thôi. Sai, là người con như anh mau chóng tìm người vợ về cho mình trước.
Nhà anh có băng keo không? Có cần mang mấy miếng qua cho anh không? Không cần đâu. Sau khi được cô băng bó tỉ mỉ, không sao rồi. Đừng để vô nước, dễ nhiễm trùng lắm đó. Bye. Bye. Ai, anh đúng là chỉ lo làm việc, ở lại thêm ngày cũng không chịu, cứ đòi về Hồng Kông. Muốn kiểm tra cũng kiểm tra xong rồi còn không về nữa. Anh biết không, bây giờ thấy anh như vậy á, tôi mới thấy nhẹ nhõm đó. Ê, bản kết quả còn chưa có mà. Dù có chuyện gì anh yên tâm đi, tôi không dễ ngã quỵ đâu. Ừ. Đi vệ sinh trước nha. Ừ. Lâu rồi không liên lạc, dạo này sao rồi? Thấy không được khỏe lắm, mới vừa đi khám bác sĩ về. Giữ gìn sức khỏe, người bệnh phải nghỉ ngơi nhiều mới mau chóng khỏe lại. Ý, xem cô hôm nay ăn món gì đây. Cũng được nha. Con phải nói. Để sư phụ như tôi nếm thử coi sao. Anh bị thương không ăn trứng được đâu. Còn nữa nha, sao lại không đổi băng keo khác? Lát hồi tôi đổi sao? Tôi lấy giùm anh cho. Lớn dạ đầu còn không biết chăm sóc bản thân. Chào Lola. Chào Rico, sao lại lên đây? Tôi nấu hơi nhiều thức ăn. Tôi biết là cô thích ăn đồ do tôi nấu, cho nên tôi thuận tiện mang qua đây cho cô ăn thôi. Cô chưa ăn cơm có phải gì không? Anh đúng là thần cơ diệu toán, tôi chưa ăn cơm. Còn nữa, anh nấu ngon như vậy, ngày nào tôi cũng chịu ăn. Trời, cải ngọt xào thịt bò, sườn chua ngọt. Còn món này là gì? Món này ngon lắm đó. Gà ướp lạnh. Là gà ướp lạnh. Phong phú quá đi. Này cô mau ăn đi, mau ăn đi. Tôi không khách sáo nha. Đừng khách sáo mà. Để thử coi. Gần đây chắc cô bận lắm, không có thời gian để gặp Rachel. Chị tôi thường hay thấy cổ hay nhắn tin với cô đó. Nó thật sự bận lắm, cả thời gian nhắn tin cho cổ cũng không có. À, có thể là tôi nhầm lẫn rồi. Có thể cô ta nhắn tin cho Manny. Chắc là anh Martin. Hả? Martin? Martin đâu? Là Martin mà cổ mới quen đó. Là người ba đơn thân có đứa con gái mười mấy tuổi. Anh biết rồi, một mình cổ phải chăm sóc bé Lạc, cũng cần tìm người trò chuyện với cổ mà. Nếu chỉ giao thiệp bình thường thì không sao. Nhưng mà giờ có người đáng sợ lắm, lại không biết anh ta ra sao. Thật ra tôi cũng lo lắng. Nè, anh sống gần nhà cổ, hãy giúp tôi trông chừng cổ đi. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cho cô ta có chuyện đâu. Cho tới hôm nay, doanh thu của tháng này tăng 2% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ sắp tới đây xem ra chắc sẽ còn tăng lên nữa. Báo cáo anh Jack, lượt xem trên trang mạng mua sắm của chúng ta cũng được tăng lên thấy rõ đó. Chứng minh sản phẩm của chúng ta cũng được mọi người rất yêu thích. Lượt mua trên trang mạng mua sắm của chúng ta cũng đã tăng lên 2,5%. Ngoài ra, hoạt động của Yêu Thương Người Bạn Cũ đang rất thành công. Về các phóng viên thì bài báo của họ cũng rất là tích cực. Nói Mỹ Thế Đại chúng ta là doanh nghiệp lương tâm, chịu gắn trách nhiệm xã hội. Nhân viên xuất sắc được tham gia chuyến du lịch của công ty năm nay thì trên cơ bản tôi đã chọn ra được rồi. Đương nhiên tới cuối cùng cũng do anh Trác quyết định hết thôi. Không ngoài dự tính của tôi, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Bản kế hoạch của mọi người tôi nhận được rồi. Lần này tôi đi công tác, quả nhiên không lãng phí thời gian. Tôi hy vọng sau khi xem xong bản kế hoạch của mọi người, trong đó tôi có thể thấy được kế hoạch có thể phát triển được. Những người khác thì tôi không dám nói, nhưng mà bản kế hoạch của tôi tuyệt đối phù hợp yêu cầu của anh Trác đi. Anh Trác, con đã nộp 4 bản kế hoạch cho ba, hy vọng ba có thời gian xem nó. Ba rất thích cái cảm giác cạnh tranh như vậy đó. Casey, dạ. Có thời gian giúp tôi xem thử kế hoạch đi. Được rồi. Lần này tôi đi công tác, thấy được các công ty mỹ phẩm hạng nhất. Cho dù bọn họ về thiết bị, khâu sản xuất hay về mặt nghiên cứu đều tốt hơn Mỹ Thế Đại chúng ta, cho nên chúng ta vẫn còn không gian để trưởng thành. Các vị quản lý, tôi hy vọng mọi người có thể tạo ra những sự cạnh tranh tốt trong bộ phận của tất cả mọi người, cho mỗi nhân viên tham gia đề xuất ý kiến, tới khi có thể khiến cho công ty chúng ta không ngừng tiến bộ,
gia tăng sức cạnh tranh của chúng ta. Nghe ba nói có kế hoạch như vậy thì tốt rồi, bởi vì con đã nghĩ ra được mục tiêu mới. Hiện giờ công ty mỹ phẩm Gia Lệ Lai đang khai phá một sản phẩm mới, tên là thuốc nhuộm mày có độ xoắn ốc 360 độ. Điểm nhấn của nó là dễ dàng lên màu, có thể để cho thuốc nhuộm nhuộm đều lên trên mỗi một cọng lông mày của chúng ta. Nghe nói là thiết kế này đang được họ xin bản quyền. Nghe cũng rất thú vị, tốt lắm. Ok, vậy dự án này giao cho con phụ trách. Cảm ơn anh Trác, con sẽ cố gắng làm cho tốt. Tôi cũng hy vọng những người khác có thể làm ra thành tích, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Đừng làm tôi sau này phải hối hận, sẽ lại tuyển mọi người về đây đó. Tôi tìm người điều tra nội dung trò chuyện của Rachel và Martin, nằm trong đây. Đối thoại của bọn họ cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng là trò chuyện bình thường, nói chuyện không đâu. Nội dung tin nhắn thì không có khả nghi, nhưng mà điều tra khả nghi nhất chính là thân phận của người tên Martin. Tôi điều tra qua, người đăng ký số điện thoại của Khang Dược Phong tên là Diên Vĩ Trình, tên tiếng Anh là Martin, 38 tuổi. 8 năm trước di cư tới Canada, 2 năm trước bắt đầu dùng điện thoại này, nhưng mà anh ta chưa kết hôn, cũng không có con gái mười mấy tuổi gì. Linh cảm của tôi quả nhiên không sai. Martin này trước giờ đều đang nói dối gạt Rachel, lấy số điện thoại của chồng cổ để mà tiếp cận với cổ. Có khi nào là người cùng nghề tiếp cận Rachel lấy tên của Trác Quân Lâm không? Nếu hắn muốn lấy tên gì thì phải đề cập tới chuyện của công việc, nhưng xem đối thoại của bọn họ không giống. Gã này làm nhiều chuyện như vậy, xem ra mưu đồ của hắn cũng không đơn giản chút nào. Tôi sẽ coi chừng Rachel mà, tôi sẽ không để cho gã đó có cơ hội đâu. Còn nữa nha, trước đó anh kêu tôi điều tra bối cảnh của Gia Lệ Lai, thật sự có những thứ hợp với chúng ta dùng. Xem ra cuối cùng lần này Trác Quân Lâm cũng đã gặp rắc rối to thật rồi. Hay, giúp anh điều tra mấy cái này làm suốt mấy ngày cả người đều rượu rã. Bây giờ tôi về nhà nghỉ ngơi trước, có gì gọi tôi nha. Được rồi. À, về thôi, bye bye. Bye bye. Nè Ranh con, con đừng tưởng chú đây gọi là phải tới mới được chứ. Không có gì quan trọng, đừng có tốn thời gian. Tôi có kế hoạch làm sao đối phó với Trác Quân Lâm. Nếu có biện pháp đối phó với Trác Quân Lâm thì cái gì tôi cũng làm hết. Anh Đường à, không gặp anh một thời gian anh cũng không có tiến bộ một chút xíu nào hết. Anh đừng có nói nhiều nữa. Tôi lúc nào cũng tìm cách đối phó Trác Quân Lâm, có cách gì thì mau nói ra đi. Mỹ Thế Đại đang có ý định thâu tóm công ty Gia Lệ Lai. Và công ty này thì vừa mới nghiên cứu một sản phẩm mới, Trác Quân Lâm vô cùng hứng thú với nó. Nhưng tôi đã nắm được nguồn tin tức xấu của công ty này. Tôi sẽ giúp Trác Mẫn Lê thành công ở trong vụ này. Sau khi anh ta thâu tóm thành công thì tôi sẽ tung tin xấu này ra bên ngoài thị trường. Lúc đó, cổ phiếu của Mỹ Thế Đại sẽ bị rớt giá thê thảm, chìm trong khủng hoảng. Tới lúc đó, chính là lúc anh Đường đi ra mặt. Làm sao ra mặt? Chẳng lẽ kêu tôi cho hắn mượn tiền sao? Chính xác. Cho tới khi hắn đi vào con đường cùng rồi, thì anh cho hắn mượn tiền cứu vãn công ty. Chỉ cần lúc đó hắn chịu nhận tiền, tôi nhất định có thể khiến cho hắn mất hết tất cả. Lúc đó anh có thể thâu tóm Mỹ Thế Đại, đá Trác Quân Lâm ra bên ngoài. Nói thì nghe hay lắm, cũng là bắt tôi phải ra tiền. Nếu như đấu một với một, anh Đường chưa chắc sẽ thua. Nhưng mà có thêm một người cùng chiến đấu với anh sẽ có lợi nhiều hơn. Trác Quân Lâm không có nhiều người bạn đâu, nhưng mà hắn ta lại có rất nhiều kẻ thù. Vậy kẻ thù của hắn tức là bạn bè của anh rồi. Tôi tin anh thêm một lần nữa. Anh Trác cố tình mở chai rượu vang này để cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Nha, cạn ly cái đã. Cạn ly. Sao rồi, có được không? Anh Kinh, sao anh khách sáo quá vậy mà chúng tôi uống rượu ngon như vậy? Rượu vang ngon là dành cho những người biết thưởng thức uống, nếu không thì chỉ uổng phí thôi. Cũng giống như anh Kinh vậy thôi, chỉ thâu tóm với công ty có giá trị. Cho nên tôi dự định thâu tóm Gia Lệ Lai. Không biết các anh có ủng hộ tôi hay không? Đương nhiên ủng hộ rồi. Chúng tôi đã xem qua kế hoạch vay vốn mà anh gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ưu đãi lãi suất vốn vay cho anh. Toàn lực ủng hộ anh thâu tóm Gia Lệ Lai. Có sự ủng hộ của mọi người, thâu tóm không muốn thành công cũng khó. Được, chúng tôi xin chúc mừng Vương quốc mỹ phẩm của anh Kinh lại có thêm một lãnh thổ mới. Cảm ơn. Được, cảm ơn. Cạn ly.
được sự ủng hộ của ngân hàng, kế hoạch thâu tóm Gia Lệ Lai coi như đã thành công một nửa rồi. Chỉ cần vay vốn không vấn đề là ký hợp đồng được rồi. Lần này cô chủ nhất định sẽ vui lắm đó. Tôi nhìn thấy sự cố gắng của nó. Tối nay chúng ta nghe chuyện răng súng đi vòng quanh thế giới nha. Không nghe. Vậy sao? Vậy nghe chuyện Pháp Sư Đa Bi nha. Cũng không nghe. Hôm nay con không muốn nghe mấy câu chuyện này đâu. Con muốn nghe chuyện ba má quen biết nhau như thế nào đó. Tại sao khi không con muốn nghe vậy? Bởi vì con muốn biết thêm nhiều chuyện về ba. Được thôi. Trước tiên, ba và má yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là gì? Tức là lần đầu tiên hai người gặp nhau thì đã rất thích nhau rồi. Buổi hẹn hò đầu tiên của ba má là ở công viên La Chí Quốc. Mặt to quá đi. Dễ thương quá à. Con chúng ta cũng dễ thương giống vậy thì hay quá. Nè, ba nó đẹp trai, má nó cũng xinh gái, có gen di truyền mà. Sau này con chúng ta nhất định sẽ dạng người mê, dễ thương hơn chúng nhiều. Tự cao quá à. Con à, nhất định đừng học theo ba con. Làm người quan trọng nhất là khiêm tốn. Tự khen bản thân thật là xấu hổ quá. Cho dù sau này con chúng ta là con trai hay con gái, khiêm tốn hay tự cao, tóm lại sau này nhất định phải thật vui vẻ. Nên ba của nó đã giúp cho nó nghĩ sẵn tên rồi. Tên gì vậy? Đã nghĩ sẵn một chữ. Nói chung sau này tên nó nhất định phải có chữ Lạc. Cả đời đều sống hạnh phúc vui vẻ, không có muộn phiền. Em nhớ anh lắm. Cô ngủ chưa? Chưa. Dạo này sao rồi? Cũng bình thường thôi. Tuy không nhìn thấy mặt của cô, nhưng mà cũng cảm thấy được tâm trạng cô không vui. Chuyện gì vậy? Nói ra sẽ thấy thoải mái nhiều hơn đó. Chủ nhật này chính là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Từ khi anh ấy bị mất tích, mỗi năm cứ tới ngày này là tôi lại thấy đau buồn. Tôi không ngừng nghĩ tới anh ấy. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Nếu cô cảm thấy đau buồn thì không cần kìm nén, tìm cách xả hết ra đi. Vì tôi sợ không kìm nén được, nên dù đau khổ cách mấy tôi cũng phải kìm nén bản thân, không được khóc trước mặt con mình. Thật ra không muốn nhớ lại chuyện xưa thì cô có thể đừng ở nhà. Hay là cùng với con mình tham gia một số hoạt động, ví dụ như công viên Disney, chơi tàu lượn la hét cho đã. Hay là đi xem phim hài để cười cho đã. Cảm ơn lời đề nghị của anh. Tôi sẽ cân nhắc xem. Tâm sự xong với anh đúng là thoải mái hơn rồi. Cảm ơn anh.
Không ngon miệng sao? Không ngủ được nên mệt mỏi thôi. Đúng lúc thật. Có cái này cho cô nè. Vừa mới nhận được 3 tấm vé xem xiếc thú ngày cuối cùng, cơ hội hiếm có, tặng cho cô đó. Vé của nhóm xiếc này khó mua lắm đó. Phải rồi. Anh tặng cho tôi thật sao? Cô cũng nên đi chơi một chút đi. Vừa đủ 3 tấm vé, cô và anh Khang rủ luôn Lola đi cùng. Không được đâu. Hôm đó cô ấy có hẹn bạn học cũ ăn cơm. Sớm nay xin nghỉ không chăm sóc anh Khang được. Vậy còn ai đi được không? Anh có sợ nhàm chán không? Hay là đi chung đi, mất công bỏ phí tấm vé. Cũng được, tôi cũng rất thích xem xiếc thú. Vậy thì hay quá. Khỏi sợ hôm đó không biết đi đâu. Cảm ơn anh. Ngày mai anh nhớ tới đón em đi công viên nha. Đừng có tới trễ đó. Chúng ta phải tới sớm hôm ba để tạo sự bất ngờ. Biết rồi, ngày mai chắc chắn sẽ tới đón em đúng giờ mà. Anh xe đạp à? Ba cũng sẽ tới đúng giờ đúng không? Sẽ không vì bận biểu công việc quên mất cuộc hẹn của em và ba đúng không? Đương nhiên là không rồi. Ba em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt tới gặp em. Không cần phải lo lắng đâu. Em cứ yên tâm đi. Em rất muốn mau tới ngày mai. Vậy thì có thể gặp được ba rồi. Anh xe đạp ơi, ba anh có hứa với anh điều gì mà anh rất là mong hay không? Má em vô rồi, không nói nữa, ngày mai gặp. Con ngủ sớm vậy, ngoan quá. Trước giờ con cũng rất ngoan mà, má cũng biết đó. Ừ, được rồi, ngoan sẽ có phần thưởng. Ngày mai chúng ta đi xem xiếc thú nha. Xiếc thú gì vậy má? Đi tên tên. Chú Trác đã cho ba tấm vé xem xiếc thú cho chúng ta đó. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem xiếc thú. Nhất định phải là ngày mai sao? Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, không đi thì hết. Hôm bữa con không phải nói muốn xem siêu nhân trên không và chú Hề chơi bóng hay sao? Bây giờ không muốn đi nữa à? Không phải, con muốn đi xem. Má cũng muốn xem lắm. Chúng ta ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm nha, được không? Ừ. Anh xe đạp, ba anh có hứa với anh điều gì mà anh rất là mong hay không? Ba đang ở đâu vậy? Con nhớ ba lắm. Khi nào ba tới đón con và má vậy? Má bị người ta nhóm lại rồi, tội nghiệp má lắm. Hiền à, con yên tâm đi. Ba sẽ mau chóng trở về đón con và má. Con phải ngoan, chịu đựng thêm chút nữa là được rồi. Ba hứa với con, nhất định tới đón con, tuyệt đối không bỏ rơi con và má đâu. Lời hứa, chính là lời hứa. Không thể nào dễ dàng phản bội được. Mình nhất định sẽ học theo ổng, làm một người không giữ chữ tín. Ăn no rồi cũng còn cả tiếng đồng hồ. Bây giờ qua đó xem xiếc thú chắc chắn là kịp. Má ơi, hôm nay thật sự phải đi xem xiếc thú sao? Hôm qua đã nói với con rồi, hôm nay là buổi cuối cùng, không xem thì hết được xem. Con ngoan đi mà, hôm nay chú Trác cố tình đi xem với chúng ta đó. Không sao, có phải buồn ngủ không? Lát nữa xem xiếc thú sẽ tỉnh táo lại thôi. Hả? Từ ngày đó đâu có làm nũng như vậy. Trẻ con là vậy mà. Ý, bị dơ rồi kìa. Chắc do hồi nãy ăn kem đó. Phải đó. Có khăn giấy hay không? Có, tôi có khăn giấy ướt. Cảm ơn. Được rồi. Đây, để tôi làm cho. Bé Lạc. Bé Lạc. Bé Lạc à. Chết rồi. Chết rồi, bé Lạc mất tích rồi. Được rồi, bình tĩnh đi. Chắc chắn là vào trong đó chơi rồi. Vào đó xem. Vào đó xem thử. Bé Lạc. Anh Khang. Bé Lạc. Anh Khang. Bé Lạc. Anh Khang. Chết rồi, chết rồi. Tôi đã bị mất chồng rồi. Tôi không thể mất luôn bé Lạc. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta chia nhau tiền. Bé Lạc. Bé Lạc à. Anh Khang, tại sao em lại ở đây vậy? Không phải để nói anh sẽ đón em sao? Đột nhiên má muốn dẫn em tới công viên chơi, em lại không nói với má, đã hẹn với anh cho nên không có thời gian báo anh. Vậy má của em đâu?
em đã nói với má em tới công viên chơi. Bình thường chúng ta cũng vậy mà. Anh mau tìm ba em trước đi. Được thôi, đi theo anh. Bí Lập, anh Khánh à, em nhìn trên cây có một món quà kìa. Có phải là bà của em tặng cho em hay không? Chắc là vậy trời. Còn có một tấm thiệp viết cho em nữa nè. Anh mau đọc cho em nghe đi. Chào con Lạc. Ba xin lỗi, đột nhiên ba có công chuyện gấp cần phải đi làm, cho nên không chờ được con tới rồi mới đi. Ba thật sự rất muốn chính tay tặng món quà này cho con. Mong rằng con đừng có giận ba. Nhưng mà ba muốn con giúp ba giữ kín bí mật này. Đừng nói cho má của con biết. Để lần sau khi ba trở về mới cho má con một sự bất ngờ. Mãi mãi yêu con, ba của con. Cũng là không được gặp ba rồi. Nhưng mà dù sao ba cũng có tới, không thất hứa. Nhưng mà em cũng phải giữ chữ tín, không nói cho má em biết. Vậy thì ngoan lắm. Phan Thiếu Kiệt, sao anh kỳ quá vậy? Sao lại xí vào gia đình tôi? Anh có biết không, thấy bé Lạc tôi sợ tới mức nào không? Tôi xin lỗi, không phải tôi muốn làm cho cô lo lắng. Nhưng mà anh Khang nhận được thư của ba nó, tôi muốn giúp nó hoàn thành lời ước hẹn này thôi. Tôi không muốn nó thất vọng. Cảm ơn anh. Nhưng quan tâm về nhiều chuyện chỉ khác nhau có chút xíu thôi. Chuyện gia đình tôi không cần anh lo. Anh đừng nhiều chuyện vậy nữa. Tôi biết là cậu có ý tốt, nhưng mà cậu dùng sai cách rồi.从天际至地尽头，剧痛要找一个出口。如情上有那把酒，说想一直变好，若我的心变石头，多落把水挽救，在我计算中每个愿望。 大局早望透，无情没爱的背后，热情未收。